근데 일 했는데 일찍 끝난 거예요? 응. 안껌 주어? 앙로이? 네. 저녁 먹었어요? 네, 나쁨 먹었어요. 나는 안 떠이 주어? 아직 안 먹었어요. 잠깐만요. 내가 일단은 이거 옛날 사진인데, 옛날 사진. 이게 사진을 보면서 한번 이야기를 할게요. 내가 문장을 얘기할 테니까 들어보세요. 여기는 베트남의 옛날 모습입니다. 무슨입니다. 어떤 뜻이에요? 여기는 여기는 베트남 여기는 후에의 옛날 모습입니다. 무슨입니다. 회에서 베트남 의회에서 네네, 여기는 베트남 후에의 옛날 모습입니다. 이해했어요? 이해 껍데기요? 안 이해 돼요. 못했어요? 내가 한글로 써줄게요. 여기는 베트남 옛날 모습, 이거 옛날 모습은 막 모습입니다. 이렇게 얘기해도 돼요. 과거 사진, 과거 네. 사진, 과거 패스트 사진 안. 여기는 베트남 후에의 옛날 모습입니다. 여기에 티엥벳 한번 써줄 수 있어요? 이번에 네네. 이해했죠? 코테 휴? 네. 네. 국군. 예, 오케이, 오케이. 조금, 멋지. 오케이. Ngày xưa, đây là ngày xưa của Ngày xưa con bà gọi cháu của con cháu Việt Nam. cháu Việt Nam. Do kỷ niệm Việt Nam thu về về Việt Nam mua sắm im nị ta. Huế ở đâu rồi? Huế. Yokine Huế im Huế là Tampo Huế. thành phố Huế. Huế tôi gì? Là huệ. Huệ tôi trở lại đây là này xua qua con cháu huệ Việt Nam. Okay, 여기에 이렇게 써야 되는 거 아니에요? 베트남 중부입니까? 네네네, 중국 후에 이렇게. 오케이. 네. 자, 그러면 이번에는 탄이 한번 티엥벳 얘기해봐요. 까오 티엥벳 내가 들어볼게요. 토익 포트 있네.
Em nói tiếng Việt. Bất cứ thứ gì thầy, em nói một câu tiếng Việt, bất cứ thứ gì nhìn vào hình và nói phải không ạ? Bắt chứ. Nó bắt lại không? Nhanh nhá. Ba la vô Nhanh. Chân chân đi, hình chân chân đi. Tiếng Việt bồi em, chân chân đi. tròn tròn thì chậm chậm một chút. À, chậm chậm một chữ. Ok, chậm chậm một chữ. Ok. Nè, nói tiếng chậm chậm một chữ. Sau khi chiến tranh, sau Nè. khi Nói, chiến tranh, nè. sau khi chiến tranh thì Việt Nam rất hoang tàn. Sau Sau khi chiến tranh thì Việt chiến Nam tranh rất hoang tàn và kinh tế thì Việt Nam, chưa được phát triển. chiến tranh sau chuyện chiến tranh Việt Nam, lâu chuyện à, ego 조금 알아들었다. Việt Nam 전쟁 후에 sau chiến tranh Việt Nam, thì đang bữa trước sau Rất hoàn toàn lạc và lạc quen toàn lạc hậu, lạc quen toàn hậu nhiều này. lạc quen toàn 그건 일단 모르겠고 내가 써볼게요. Tròn trẻ tròn tràn hù về Việt Nam mừng mê u hoan pi ha cô nặc hu tê osu mio canan hết sâm nita. Ôi, <길다. cười> Ok, Việt Nam 전쟁 후에. 요거는 알아들었어. 또, 코테 휴. 아, 사우 젠장 베트남. 아, 네, 베트남은 황태 되고, 매우 가난했습니다. 아, 쌤쌤, 아, 한국 전쟁, 아, 쌤쌤. 사우 젠장 한국 한국은 황폐되고 매우 가난했습니다. SM 쌤. 오케이. 팅백. 네. 노노 봄봄봄뚜뚜 네. 오케이. 그 chiến Sau tranh khi chiến tranh thì Việt Nam rất hoang tàn và lạc hậu nghèo nàn. ok. Nam Sau chiến tranh Việt Nam, 요 정도만 들었고. 띠 이거 못 들었어요. 사우 띠 젠장 띠 베트남 왕탄 황폐 마 락후 낙후 대단은 비슷해요. 한국말로 황폐되고 Lạc hậu낙 낙후 nạc대단 이거 hù nạc hù nạc hù낙후 tết sao dù낙후 되고 이거 한국말 비슷해요. 그 낙후 그 다음에 낙 hù nghèo nàn tết하면 가난이에요. nghèo nghèo này nàn nghèo nghèo này ca năng nàn gà nàn. Ok, 한번 읽어주세요. 독독 cao thiên về. nè. Sau khi chiến tranh thì Việt Nam rất hoang tàn và lạc hậu nghèo nàn. Ok, 네, 알겠어요. 그러면 요거는 됐고 다음 거 한번 해볼게요. 이거 좀 쉬운 걸로. Mỗi sáng người Việt Nam đều uống trà hoặc cà phê.이거 한국어로 먼저 내가 얘기해 볼게요. 제한. Mình ở chim잠깐만요. 왜 잠깐 또이 기다려봐. 내가 문장 만들게. 토이 세 노이 가우탱한 네. 엠네네 오케이.
베트남 전통 커피는 우유, 커피, 차를 함께 마십니다. 뭐라고 했어요? 아, 또이다 노이 라지? Tôi là người. 베트남 전통 커피는 커피, 우유, 차를 함께 마십니다. 어떻게요? 네. 얘기해봐요. 노이, 노이. Người Việt Nam thông thường thì uống cà phê sữa với trà. Hanbon 1번에 써보세요. 뭐, 띵백. 내가 말한 거. 베트남 전통 커피는 커피, 우유, 차를 함께 마십니다. 오케이, 땡백. 네. người Việt Việt Nam thông thường thì uống cà phê sữa và trà. OK. 네. 아, 내가 한국말로 써볼게요. 토이아 세 비엣 인가우 팅한 네. 베트남 사람은 전통 커피 우유 때 함께 는 합니다. 맞아요? 맞습니다. 네, 맞아요. 그러면은 여기 전통 단어 없는데 티앵베세? 뉴어이는 뭐예요? 뉴어이 베트남? 통통 꼼퉁이 전통이에요? 통통 와 전통 꼼퉁이 전통이에요? 전통? 네 똥퉁? 똥퉁 전통? 그러면 뉴어이는 뭐예요? 뉴어이는? người saram 여기 사람 없는데? 베트남 사람 베트남 아니고. ở Việt Nam ở Việt Nam 베트남. Việt Nam 베트남에서 그게 thông좀 thường thì uống이상한데. cà phê và trà. 베트남. 그럼 오 베트남. 베트남에서 전통은 띠옹. 아, 내가 문장이 좀 이상한. 그럼 이게 그좀 오케이 오케이. Việt Nam thông thường thì uống cà phê sữa và그냥 이렇게 얘기할게요 다시. 내가 문장이 좀 이상했어. 베트남 사람은 커피 커피와 우유. 우유. 우유 차를 sữa và함께 차 마십니다. 이 정도면 될 오케이 것 같아요. 맞습니다 네네 오케이, 오케이. 그러면 이번에는 탄이 한번 얘기해 주세요. 이 사진 보고 사우 엠마 셈안 엠세 노이 가우 티앵베. 저는 사신 보호에 베트남 모로 말해주세요. 마 하세요 오케이, 오케이. 그러니까 말해주세요. 마해 주세요 못 가오. 네 Mỗi sáng trước khi đi làm thì người Việt Nam thường uống cà phê. Mỗi sáng Mỗi sáng trước khi đi làm thì người Việt Nam thường uống cà phê. mỗi sáng Sáng trước khi đi trước làm khi nuôi ông cà phê.
이거 무슨 얘기냐면, 아침에 일 가기 전에 커피를 마십니다. 이거예요. 아침, 모상. 모상, 매일 모이상 아침. 매일 메인 아침. 아침 메인 아침 아, 람백, 일하러 가기, 갈 때, 온 카페, 커피를 마십니다. 네, 맞아요. 그럼 내가 써볼게요. 맞나? 메인 아침 둥근 전 베트남 사람들은 커피를 자주 마십니다. 매일 아침 일하러 가기 전에 오케이. 베트남 여기 사람들은 트인데 커피를 마십니다. 네, 오케이. 매일 아침 일하러 가기 전에 베트남 사람들은 커피를 마십니다. 뽕, 뽕. 오케이, 오케이. 뽕. 네. 사인 뭐 이상? 두 그이 육 전에 그이 람 이, 네. 이때 이람 네. 노이 왜 람 이, 노이 베트남, 온 카페, 봄 봄 보통, 카페 네. 지금은 보통 카페. 네, mỗi sáng trước khi đi làm thì người Việt Nam thường uống cà phê. Ok. Mỗi sáng, trước khi chị làm, chị ngồi Việt Nam, chúng uống cà phê. Hàn Quốc, yêu cầu chị xem, Nên có câu Việt Nam. mỗi sáng trước khi đi làm thì người Việt Nam thường uống cà phê. Good. 자, 이번에 내가 아까 그거 보고 하나 더 얘기할게요. 선생님, 말을 할 거예요. 한국어. 네, 한국어. 베트남어 읽고 보세요. 아, 오케이. 오케이. 뭐 이상? 저 사본. 기지 람. 디 모이 베트남 중옹 카페. 오케이. 톰. 오케이. 자, 이제 한국말 할게요. 아까 그 사진 기억하죠? 아, 기억? 네. 앙? 탁자 테이블 위에 주전자, 유리컵, 유리컵, 그다음에 잔이, 하얀 잔이 있어요. 테이블 위에 주전자, 유리컵, 유리컵 하얀 잔이 있어요. 테이블 위에 젠반, 반, 테이블 위에 주전자, 그다음 유리컵, 유리 글라스, 유리컵, 짱. 잔, 하얀 잔이 있어요. 이해, 꽃의 휴? 이해했어요? 이해 안 해요. 이해 못했어요? 한번 더. 죄송합니다. 테이블 위에, 테이블 후에. 주전자, 주문 전자. 유리컵, 하얀 잔이 있어요. 주문 전자. 아, 유익 cái bàn thì có Yurikong? một tách một ly hưu 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 gì anh. 혹시 괜찮으세요? 이해했어요? 아, 보태주 조금? 뭐지? 조금 이해했어요. 그러면 5번에 일단 써봐요. 내가 띵베스를 이해한 것만 써봐. 유익 cái bàn. 남, 오케이. Dưới cái bàn thì có một ly chuyon ly muôn gì trắng ly cà phê không? Cà phê không?
Khi Trung chúng ta xem ăn ba cây trung ô chuối cây bàn ba cây trung table 위에 ba세개 cây있었어요 ba cây 세개 뭐예요 ba cây 라지 cái đó ba cây 라지 ba cái chơi cái đấy. Ở dưới cái bàn thì có Aní, ba cái. aní, ba cây 가 뭐냐고 그 테이블 위에 아까 테이블 반 된 네. 반 모카이 하이카이 마카이 텐 라지 마카이 텐 라지 오케이 내가 xin써볼게요 테이블 테이블 우에 전 What짠 can짠어암암 룩 nước à trơn 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 you? yu Chú chân ri chào, tâm bằng nước. can Yuri can cốc. Yuri yuri cốp glass, glass cốc, cốc. à glass 다음에 하얀 잔, 잔두 컵이에요. 조그만 거. 차, 공차 할 때. 이, 중따 옹자. Nè. chúng ta có thể sử dụng yogurt À, một ấm đun nước, một chiếc nấu thủy tinh. Ha. Hai gian. hai anh Một hai cốc à một cốc thủy tinh và một trắng. Nè. ok thái sĩ Xong. Hebrew. Lại, Này này. biết lại. Hebrew UE Chúng Chu ta chân biết lại. cha Yurikan Hai Yan Chan Ni Sao, Ismi biết lại. Này. Trên bàn có Trên một bàn. Ô. Một ấm đun ấm yên cho chúng ta nước một một chiếc cốc thủy tinh tôi thủy tinh tên yuri và cốc chiếc cốc một và một trăng trăng cốc cục trắng chết cục trắng một chiếc cốc thủy tinh và một chiếc cốc một이거 trắng copy하고 잘하고 비슷할 건데 한 hai anh chan cục cục à, một cái ly và một cái한 잔도 ly và một cái컵이에요 chiếc một잔 là 컵 chan là cốc ừ.응응응 Em bằng có một chiếc một cái cục ấm trắng cục trắng đun nước đun nước một chiếc một cốc thủy tinh và một màu trắng màu trắng à hình xếp nè thắt thắt nè một thắt ok một tách읽어주세요 똑똑 trên đọc bàn có một ấm đun nước một chiếc cốc thủy tinh và một tách màu trắng trên bàn cô một âm tính nốt đun một nước chiếc cốc trôi trên và một thắt màu trắng ok Nó trong cho Yuriko hai hai Yan Chan y Ismi người ta ok này ok 그러면 다음 그림 볼게요 요거 있어요 주전자 뭐뭐겐던녹뭐주엔 꼭 뭐였지 테이블 뭐뭐뭐
Trung Quốc tôi tin, tôi Tôi tin, tin. yêu đi, tôi Ừ. tin là mô tắc màu trắng, mô Ừ. tắc màu trắng. Này. Nè nè, ok. Đấy, bữa nay, để ghi sai gì đấy. Igor, ilten sajin jal bogo. Sajin을 줄여야 될것 같아. 잠깐만요. 이가 안 나요. 모토바이 인포 kinh doanh Việt Nam à, kinh doanh 2008 Son Sen Nim Đang cầm mày nhé. Son Sen Nim Ta đàn tiền. cha chu Việt Nam e so Giới anh. cha chàng ốp mơ ina iri isnayo Nhưng giới anh, thú đây giới anh cả. Mưa đông, mưa đông. Thú đây giới anh cả. Ai thích ta. Thích xe. 편집이 서툴러서 오케이. 이거 사진 보고 한번 얘기해 볼게요. 자, 내가 먼저 얘기할게요. 기차역 앞에 자동차와 오토바이가 있습니다. 이제 다 한번 기차역 앞에 자동차와 오토바이가 있습니다. 아, trước quán trà thì có xe máy cha cha tùng cha là xe xe ô tô trước quán quán trà thì cha có trước quán trà thì có xe ô tô đúng không là cha đó여기다 할게요. 기차역 앞에 자동차와 오토바이가 있습니다. 코테휴? Trước quán trà thì có xe ô tô. 그러면 한번 써보세요. 출발해. Quán trà thì có xe ô tô. Là trời ạ. Trước cũng trọng chẳng có기차역 앞에 자동차와 오토바이가 있습니다. 자동차가 있습니다. 이 자꾸 앞에 자동차가 있습니다. 다시. 기차역 앞에 자동차와 오토바이가 있습니다. 기차요 trước kỳ trước chạy nó là bánh xe trước bánh xe thì có xe ô tô
trước bến xe cha gió Dạ, 한국말로 써줄게요. 아마 써봐요. 아, 오케이. y cha gió ập bê cha tum cha ca ít ta 오케이, 다시. 아, 2차 역, 배. 있잖아요. 과 오토바이. 네, 다시 넣어주세요. 네. 기차역 앞에 네, 지금 보면 쭉 자동차가 관차하면은 찻집 아니에요? 관차는 찻집. 기차역 trước bánh Cá xe cá 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 thua cá thua cá thao hua cá thao hua và train station cá cá thao hua 기차역 가 타오 후아 네. trước nhà trước bánh xe thì có xe ô tô và xe máy.이거 벤센 뭐예요, 그럼? 뱅 사이와 역? 역 역? 기차 역. 네, 기차 역. 오케이. 벤세 기차역이란 뜻도 있어요? 나는 가만 알아, 가. 가, 하노이, 가. 가, 응. 뱅 사이 trước ga. 지금 아마 그 사진이 가빈 같아, 가빈. 가빈. 빈역, 빈역. 인가? 가빈인가? 까빈 것 같은데 정확하지 않아요. 자, 그러면 요거 네. 요거 보고 타니 땡볕 가우 땡볕 하나 네. Ở Việt Nam thì thường kẹt xe vào lúc tan tầm. Ồ, Việt Nam. Ở Việt Nam Y sinh. thì thường kẹt xe vào lúc 5 giờ. Năm giờ. Năm giờ. 5 giờ chiều. Việt Nam에서는, 어 Việt Nam. các 손님들이에요? 손님들? 남 thì사람, 각 손님? 남지요. 택시. 5시. 남지요, 5시? 어 Việt Nam thì thường kẹt xe vào lúc 5 giờ Yeah, chiều. 남죠. 바울 룩 남죠. 바울 룩 Ba 나 남죠가 5 giờ, 5시예요? 5 giờ chiều. 5시? 네. 5시? 다소어후에 다섯시. 바울 룩 오후 오후. 오후 5시. 5시에 뭐예요? 오 베트남. 베트남에서는 오후 다섯시가 땡면 퇴근? 교통 제중이 자주 발생합니다. 오케이. 그것도 해요. 퇴근. 베트남에서 오후 5시간 되면 교통 퇴근 잠깐만 있어봐 제중 교통 체증 네. 교통 혼잡이 교통 자주 발생합니다 네 혼잡이 자주 교통 체증 발생합니다. 교통 혼잡이 자주 발생합니다 네. 한번 킹백 오 베트남 Ở Việt Nam Dạ tuấn thì thường kẹt xe vào lúc
5 giờ chiều. vào lúc bằng gì? Anh bằng có thể Nè. biết câu tiếng biết Nè. Ở Việt Nam thì thường kẹt xe vào lúc 5 giờ chiều. Ở Việt nó Nam chưa chưa thì phải sợ thường kẹt xe vào lúc 5 giờ chiều. à khi mà đi gỗ bạch thì nam mà thi chung Kẹt cái xe xe. cả cứ Kẹt chắc xe cái vào. bạc được thuê nên cái xe nào đấy Này này, ban sen. à cái xe có tung hơn chắc Bút chấp, kêu thùng bút chấp. cái xe Kẹt xe. ok, có thể hiểu. Bố trong cái lối hàm mình dẫn dở, cái hấp hàm mình chờ ra. Cái xe hàm mình không chờ. Này kêu thùng Ok. hôn hôn À, sang có thể tốt, cao tiên đấy. này ở Việt Nam thì thường kẹt xe vào lúc 5 giờ chiều. Năm giờ chưa, chưa gạo ô giờ chưa ô. Chiều ô Ok. Ô Việt Nam thì chung cái xe bao lúc 5 giờ chưa? hù. Ok. Thầy cương Thế gần xí cương gạt. Thế gần xí gạt. xì thầy cương xì càng Thế gần xí gạt. Thế gần xí gạt thiên bên bảo đạo quế. thầy cương xì càng là giờ tan tầm, thời gian tan tầm. Thầy Rồi, cương tăng xì tầm. càng tan tầm, thời gian tan tầm. Rồi, tăng tầm. Này Ok. thời gian Rồi gen tan tầm. tên tầm tên tầm chơi gần tên tầm chơi gần tôi Này gen xin gắn này ok tên tầm ok tôi gen tên tầm tan tầm này tầm chung gần xin gắn em bảo là về tôi gen lắm chun cưng đi làm, thời gian đi làm chun cưng tôi gen đi làm. này. Ok, tôi gian chỉ làm. Xích xa xì gan, tôi gian ăn thức. Xích xa xì cắn. Nè, Thời ăn. gian ăn sáng. Thời gian ăn sáng. Tôi gian ăn Thời gian sáng. ăn. Thời gian ăn. Xích xa. À, tôi gian ăn. Thời gian ăn. Ok. Chú xích xì gan, tôi gian nhi. Thời gian hút sinh. Thời gian nghỉ ngơi. Nhi. Nên. Ok. Tôi đồng nhân. Giác suất xì gan À, thời gian hẳn. Hẳn. hắn Hẳn. Thời quên gian hẳn. quên vẫn giác suất tôi nghe hắn Nên. Hẳn. hắn cặp lại hai tay hắn chứ Ừ? hắn cặp lại có Hẹn bài gặp lại. cả tôi nghe hắn Thời gian hẹn. Hẹn gặp lại. Tô mạnh ai dù. ok ở đây rồi đi go tôi ra hơn cơ ok chút xíu xíu giác suất xíu giác suất Nghe thời gian hẹn. đi gọi giác suất xíu tiền ai gọi gọi đi gọi tiền hắn về gương xíu Thầy cưng sĩ càng, chun cưng sĩ càng. Xuất xa sĩ càng là thời gian ăn. thôi gian ăn giác suất Thời gian xíu ăn uống. giác suất hơn thôi gian ăn Chun cưng sĩ càng. ok. Xuất sĩ Một càng. một bun một bun. Ôn luyện cái gì hết đều. Một Nè. bun một bun. Ít bun nào mà xem. Ok. Đấy xin anh Nè. xem. Có thể chưa? Nè. Có thể. Nè. Ok. Sao xin nìm nên tô cambu Hiểu. a này Ok. Nay mai chúng ta có thể học. này Ok. Tạm biệt. này Xin mời xem. này Nè. sao xin nìm cảm sao hôm nay ta Ok, tạm biệt nhé. này.